Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình đang lập phần mái, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái kỹ năng về lập mái ngói. Để chúng ta lập mái nó được thẳng và đều như thế này thì khi chúng ta lập những viên ngói đầu tiên, chúng ta cần phải căn chỉnh cho nó ngay cho cân. Đây, các bạn có thể xác định hai cái mép này nó song song với cả cái gờ của cái ni tô. Như thế chúng ta lập nó sẽ đều mái. Và cái ngói này là cái ngói ý Mỹ bát góc như này, thì cái đòi hỏi cái khi chúng ta đập thì cần phải độ chính xác hơn. Cái ngói này nó có cái gờ ở đây nên khi chúng ta lập thì chúng ta để cho hai viên nó cách nhau khoảng 2 ni thì chúng ta lập viên tiếp theo nó không bị cấn. Nhưng ngói này là ngói ý Mỹ nên vậy là và các góc này lập có các ngói bình thường riêng. Hôm nay là chú đang lập một cái mái Nhật thì nó có rất là nhiều cái đường chéo, thì chúng ta sẽ lập một cái đường trước rồi chúng ta sẽ cắt chéo đi, căng dây cắt chéo, sau đó chúng ta lập bên này là lập lại. Bây giờ anh em cũng đang tiếp tục thi công và chúng ta cứ lập từ dưới lập lên, chúng ta cứ lập chuẩn từ những cái đầu tiên và cứ căn theo cái mép của cái lito thì nó sẽ chuẩn các bạn nhé. Còn đối với làm chèo để làm sao cho độ chính xác cao thì chúng ta sẽ dựng cái kèo chính trước và sau đó là dựng hai kèo phụ hai bên. Thì các kèo phụ hai bên thì nó bằng nửa diện tích kèo chính, thì các bạn căn cho hai đầu cho nó bằng nhau, hai đầu kèo chính khoảng cách bằng nhau so với phần kèo chúng ta cứ chia đôi ra để lấy chuẩn và sau đó đưa các đường chéo ra để làm cái bánh cá mái phụ. Đối với người góc cái bánh úi như thế này thì các bạn cứ lập ở bên trước, sau đó chúng ta sẽ căng dây để cắt rồi lập bên còn lại. Những chỗ không có bàn tay thì chúng ta phải cắt để buộc cái kẽm bên này đó, còn là bắn vít dài. Hoàng Phú làm video với mong muốn là được giao lưu và học hỏi và thêm nhiều bạn bè, thì mọi người nhớ cho Phú ý kiến để Phú ra được những video sau tốt hơn và để phục vụ khách hàng là tốt hơn. Ai có yêu mến Phú thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh của Phú và cho Phú những lời góp ý để Phú ra được những video sau để đóng góp được nhiều những cái kinh nghiệm cho mọi người hơn. Ai có nhu cầu về sắt nhôm inox, nhà tiền chế, mái ngói, máy hiên di động thì hãy liên hệ với Phú qua số điện thoại 0367950515 hoặc số Zalo là 0914490950. Phú rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ Phú. Cái ngói này là cái ngói trắng men vắt cạnh ý Mỹ. Cái ngói này nó khó lập hơn mấy cái ngói Nhật bình thường, tại vì nó vắt góc như thế này nên đòi hỏi chúng ta khi làm khung xương cũng phải đảm bảo độ chuẩn xác cao, cũng như khi lập chúng ta phải đảm bảo kỹ thuật. Đây, khi lập chúng ta phải có các cái khe này phải có cái độ hở 2 ni.
2 ly. Để có những trường hợp những viên sơn nó nhiều hơn hoặc có 3 viên nó sẽ làm cấn thì chúng ta sẽ không nộp được. Đó mọi người. Để hôm nào hoàn thành xong công trình, Phú sẽ làm một cái video chia sẻ về công trình đã hoàn thiện với mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ Phú nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng.